ta sẽ đến với phụ âm. Để phát âm đúng phụ âm này, đầu tiên các bạn sẽ đặt các bộ phận phát âm của mình vào vị trí tương tự như khi các bạn phát âm âm ngừ trong tiếng Việt. Đồng thời, các bạn sẽ đẩy luồng hơi từ phía trong đi ra qua khoang mũi. Vì đây là một âm hiệu thanh, do đó khi phát âm, các bạn sẽ phải rung dây thanh quản. Long, sing, uncle, bank, hungry. Is something wrong? A hungry man is an angry man.